khi đo huyết áp mình nên đo huyết áp nằm hay ngồi, và tại sao khi đo huyết áp nằm và ngồi thì kết quả nó lại khác nhau. Hoàng Sơn xin chào bà con, hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc cùng cả nhà mình. Thứ nhất, nếu mà chúng ta hay thấy ở trong bệnh viện là chúng ta hay nằm để đo huyết áp, nhưng mà tại sao ở nhà lại là ngồi để đo huyết áp? Thì cả nhà mình biết khi mà nằm và ngồi thì huyết áp mình nó sẽ thay đổi một chút xíu ở huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Ví dụ giống như đối với những dòng huyết áp mà gia đình mình hay xài, chúng ta hay thấy trên hướng dẫn là chúng ta ngồi ha, ngồi để mà có một cái bảng huyết áp để chúng ta so sánh vào đó. Thì thông thường những cái máy gia đình như thế này thì chúng ta có một cái bảng cho cái người đo huyết áp ở tư thế ngồi. Còn đối với một số trường hợp giống như nhà mình mà người nhà mà ngồi không được mà phải nằm mắt đo vẫn được ha, nhưng mà nó sẽ có một độ sai lệch giữa huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, nó sẽ hơi khác nhau chút xíu. Nhưng mà nếu mà mình để theo dõi thường xuyên á thì mình nên đo cái cùng cái tư thế để mình dễ so sánh nha. Ví dụ bữa nay mình đo huyết áp ngồi là huyết áp mình 13, thì ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng vậy, sáng chiều cũng vậy. Còn nếu mà người đó bị đang nằm theo dõi trong ngày, đang nằm huyết áp có thể đo nó cao hơn một chút, nó là 13,5 đi, thì khi mà mình nằm buổi chiều cũng vậy, buổi sáng hôm sau cũng vậy, mình nằm đo thì cái độ chênh lệch đó nó sẽ ngang tương đương với cái tỷ lệ của cái ngày hôm trước đó. Nên là nếu mà như cả nhà thấy ở bệnh viện thường thì bác sĩ đo mình nằm thì chúng ta sẽ đo nằm luôn để bác sĩ có thể biết được cái sức khỏe mình thế nào. Còn nếu gia đình đó, thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên ngồi nha. Đó, ngồi thì cái tư thế mình nó thoải mái, nó đỡ áp lực về tâm lý nè. Đó, nó sẽ làm cho huyết áp mình nó dễ chính xác hơn. Còn khi mình nằm xuống cái mình nghe cái tâm lý không thoải mái thì huyết áp mình nó có thể thay đổi. Đó, nên là Hoàng Sơn khuyên nếu mà gia đình cả nhà mình nên đo huyết áp ngồi nha. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo. Nếu có gì thắc mắc thì cả nhà mình có thể gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới. Chào tạm biệt.